cánh én bản lĩnh xuất sắc nhất đã thuộc về thí sinh có số điểm tối đa trong chương trình, Kiều Ngân. Bây giờ cảm giác của Ngân nó vẫn là bồi hồi như lúc hôm qua mình được sướng cái tên trong cái giải cao nhất. Không có hết bất ngờ được và thật sự là vui lần lần cho đến tận ngày hôm nay luôn. Cũng rất là cảm ơn bạn bè và gia đình ngày hôm qua đã đi xem ủng hộ Ngân rất nhiều và dành cho Ngân rất là nhiều những cái ôm, chia sẻ, chúc mừng. Tất cả những cái điều đó làm cho Ngân vô cùng hạnh phúc. Cô ấy hoàn toàn xứng đáng được nhận thêm một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng sự có mặt trên sân khấu đêm nay. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hồ Hèn Niê. Từng tiết mục, từng cái giây phút mà Ngân xuất hiện trên sân khấu, Ngân đều chuẩn bị và tính rất là kỹ. Nên là cả tuần vừa qua gần như là lúc nào cũng suy nghĩ về cái bài thi của mình. Cái đêm trước khi thi thì Ngân đã thức đến 5 giờ sáng vì không ngủ được. Tôi đã dự đoán được cái sức nóng của khán đài khi mà sự xuất hiện của cô gái này ngay trên sân khấu. Nhưng mà không ngờ là bạn quá sức là tuyệt vời. Lúc chạy chương trình thì thật sự là Ngân làm không có tốt. Thì nhận được rất là nhiều đóng góp cũng như là gợi ý của các anh chị ban giám khảo cũng như là nhà sản xuất và cả én bàn tiền nhiệm chị Lưu Hà Trinh. Thì mọi người cũng góp ý cho Ngân rất là nhiều để Ngân có thể sửa trong vòng một ngày, khắc phục tất cả những cái khuyết điểm đó để ngày hôm sau thật sự tự tin đứng trên sân khấu cũng cái bài thi đó, nhưng mà cái thần thái của mình thể hiện được. Theo Hen, áp lực nào thì nặng nề hơn, một thí sinh hoa hậu trên sân khấu chung kết hay là áp lực của một cô hoa hậu đã đội vương miện? Thực ra kịch bản của Ngân, Ngân không hài lòng 100%. Nhưng mà về cái thần thái cũng như là sự tự tin quyết định trong một cái đêm thi trực tiếp chung kết thì Ngân rất là hài lòng với phần xuất hiện của mình, không bị va vấp và đặc biệt là trọn vẹn. Cảm xúc của Ngân cũng có và khách mời của Ngân cũng rất là tuyệt vời. Nên là Ngân nghĩ là với cái số điểm mà ban giám khảo dành tặng cho Ngân là tặng cho sự nỗ lực, cố gắng của Ngân trong cả một quá trình, chứ không chỉ là tặng cho bài thi của Ngân đêm hôm qua. Người ta còn có thể đòi hỏi sự đa sắc và đầy đặn ở một cánh én hơn như thế được sao? Em xứng đáng nhận những lời khen. Một trao phố tay nữa. Nói nghe nó hơi sáo rỗng nhưng mà thực sự thì Ngân đã vượt qua bản thân mình rồi. Tại vì trước đây á, tất cả các anh chị làm nghề cũng có nói là em vẫn còn có một cái rào cản gì đó mà chị không gọi tên được. Chị không biết nữa, bình thường thì nhìn em và nói chuyện với em thì em rất là thú vị. Nhưng mà lên sân khấu thì tất cả những cái thú vị đó nó tan biến hết. Và em chỉ là một cô MC đứng nói rất an toàn, rất tươi, rất vui, nhưng chị không thấy cái màu sắc của em ở đâu hết. Thì tập chung kết đêm hôm qua có lẽ là chính là một sự khẳng định màu sắc của Ngân trong cách dẫn, trong cách truyền đạt thông tin, cũng như là cái màu sắc đó là cái màu sắc Ngân sẽ theo đuổi từ giờ cho đến sau này trên con đường sự nghiệp của mình. Tôi sẽ tìm thấy một người dẫn chương trình truyền hình trực tiếp vừa xinh đẹp, vừa tự tin, vừa có phong cách riêng, vừa cuốn hút ở mọi mặt và không cầm giấy đọc, thì đó chính là Kiều Ngân hôm nay. Ngân đặc biệt rất là muốn tạo cảm hứng cho những bạn trẻ giống như Ngân. Thật sự trong giới người mẫu có rất nhiều bạn người mẫu học rất là giỏi và có khả năng giao tiếp và nói tiếng Anh vô cùng lưu loát. Nhưng tại sao mọi người nhìn vào giới người mẫu vẫn chỉ nói là ô, các bạn ấy chỉ là những con mannequin di động? Và Ngân hoàn toàn không đồng ý với điều đó. Ngân nghĩ là một cô gái hiện đại, đại diện cho một thế hệ phụ nữ hiện đại, phải vừa xinh đẹp vừa tài năng và biết cách làm cho mình trở nên thu hút. Và đặc biệt là nếu như mình tham dự bất cứ một cái lĩnh vực nào đó, cho dù đó là đá chéo sân thì phải làm hết sức. Cô ấy xứng đáng một tràng pháo tay thật giòn giả từ quý vị. Bây giờ đã là cận Tết rồi và kết thúc cuộc thi Én Vàng vào đúng ngày 25 Tết. Cũng không còn quá nhiều thời gian để Ngân sắm sửa cho gia đình cũng như là cho bản thân nữa. Nhưng mà có lẽ là cái cúp vàng là một món quà rất là lớn mà Ngân dành để tặng cho bản thân mình, dành tặng cho gia đình. Và Tết này có lẽ như vậy là được rồi. Ngân chúc cho tất cả khán giả của Giải trí 24 giờ có một cái Tết thật là ấm áp và sum vầy bên gia đình và người thân nha. Happy New Year!